Rồi, cái xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con Neo Geo V60. Thì con này là con T-Mobile chuẩn các bác nhé. Tuy nhiên thì em cũng có nói luôn là cái con này là cái lắp lưng là thay rồi này. Và cái màn hình trước này này, nó là màn hình ép kính các bác nhé. Thì do nó là ép kính ấy, cho nên là cái màn hình trước này nó còn khá là đẹp các bác nhé, gần như không có vết xước ấy. Thì có gì em phải nói luôn như thế, tại vì ép kính thì nó là ép kính. Đấy, thì cái con này ngoại hình cũng còn khá là đẹp nhé. Em bỏ cái lắp lưng lên nha các bác yên tâm nhé. Cái lắp lưng này thì các bác yên tâm, còn rất là mới luôn. Và cái kính cam này nó cũng còn rất mới luôn, gần như không có xước gì cả các bác nhé. Cái những cái này là nó bẩn, em chưa lau sạch rồi. Đấy, các bác yên tâm. Đấy, em bỏ cái này ra. À, và cũng nói luôn là cái con này là em thay một cái cáp cộng cáp sạc mới tinh cho nó rồi các bác nhé. Cáp này cáp zin xịn luôn nha các bác nhé, xịn nhất hiện tại bây giờ luôn. Đấy, cho nên các bác yên tâm mà dùng. Đấy thì đây con này lên, con này cũng lên hai sim được các bác nhé. Đây các bác thấy này, hai sim này, số email của nó đây, các bác có thể hoàn toàn các bác check thoải mái nhé các bác nhé. Đây số email đây và hai sim này các bác nhé, hai sim Viettel. Và số email này khi mà lên hai sim rồi thì là nó vẫn giữ lại cái số email cũ các bác nhé, để cho cái check thoải mái. Thì đây em sẽ nghe gọi cho các bác xem đây. Đấy. Thì cái con này lên hai sim rồi và nó có cả game cuộc gọi các bác nhé. Đấy, để game này, có game cuộc gọi này. Thôi. Đấy, có game cuộc gọi các bác nhé, cho các bác yên tâm. Và em đang dùng cái sim Viettel, tại vì dạo này gần đây ấy, là cái nhà mạng Viettel người ta đang cắt 2G hay 3G gì đấy, cho nên nó hay bị hiện tượng là có 4G nhưng mà không nghe gọi được. Đấy, cho em phải dùng cái sim Viettel để mà test cho các bác. Đây, wifi thứ bình thường các bác nhé. Và ở cái app này, ở cái bản ROM hai sim này, thì khi mà các bác dùng cái Google Photo này này thì sẽ được là không giới hạn các bác nhé. Đấy, thì như người làm cho em nói thì là nó sẽ không giới hạn, nhưng mà khi mà các bác reset lại cái máy, cũng như khôi phục cái gốc ấy, thì cái việc mà Google Photo nó sẽ không dùng được nhé. Các bác lại phải 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 nhờ cái phần mềm làm lại các bác nhé. Đấy, ok. À, cái việc lên hai sim nữa ấy, thì là các bác dùng cái những cái app như Netflix hay là app ngân hàng ấy, là bình thường các bác nhé. Chỉ có mỗi mấy cái app như kiểu Telegram ấy, thì các bác phải liên kết với Gmail ấy, thì nó mới đăng nhập được. Và cái app VNID gì đấy, đúng rồi, thì là nó phải dùng cái bản cũ thì mới dùng được các bác nhé. Đấy, nó có bị hai cái kiểu đấy thôi. Đấy, còn đây camera nét bình thường các bác nhé, yên tâm rất là nét luôn. Đó, cam trước nét bình thường các bác nhé. Các bác yên tâm, cái này thì không phải lo. Và khi mà các lên hai sim ấy, thì là cái DC vẫn dùng bình thường các bác nhé. Đây, em ấn vào cho bác xem. Và đây không có. Đây, hai file DC vẫn bình thường các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Đấy, bình thường hết các bác nhé. Cái này thì em test rồi, các bác yên tâm. Vân tay cái thứ bình thường hết các bác nhé. Đấy, thì em cũng test qua các chức năng cho bác xem. Đấy. Tiệm cận này, bình thường này, tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này. Ok hết này. Chuông này, rung này. Xoay ngang xoay dọc này. Mic này. Ok này. Ok này. Bốn mic đều bình thường hết các bác nhé. Cảm ứng cái thứ thì thôi cứ test đi, đã mất công test thì cứ test qua đây. Để cho các bác yên tâm. Ok hết các bác nhé. Áp suất thì sẽ không còn đâu. Đấy, à quên, test cái màn hình nữa. Đây. Thì các bạn yên tâm nhé, màn hình con này hoàn toàn là đẹp nét bình thường nhé, không hề có ám ố hay lưu ảnh gì cả các bạn nhé. Rồi, cho các bạn yên tâm. Đấy, yên tâm nhé, cái này thì không phải lo. Đấy thì em sẽ bảo đảm cho các bạn là tất cả chức năng của con này đều ok bình thường hết các bạn nhé. Thì em sẽ quên,
sẽ phải test cái cổng sạc ấy. Đây là cái cổng sạc A2C này mà em hay dùng để test con V60 này. Đấy, thì các bác yên tâm, tại vì nó vừa thay cổng sạc rồi thì nó hoàn toàn là ngon nhất, không phải lo các bác nhé. Đấy, cho em cũng chỉ cần test như này thôi là các bác hiểu rồi. Đó, bình thường nhé. Đó, thì em sẽ tháo hoàn ra để check cho các bác biết được là các linh kiện ở trong nó như thế nào. Đây. À, dạo gần đây thì là V60 nó cũng khá là hiếm ấy. Đấy. À quên, con này em nói luôn là con này chỉ còn L3 thôi các bác nhé. Thì cái việc mà các bác nào mà thích hay xem phim thì cứ nên chọn cái con L1 thôi, chứ nó không liên quan đến cái việc mà hàng dựng hay hàng hàng zin đâu các bác nhé. Con này hình như là cái pin là dính kín rồi. Cục pin này thì em dính kín rồi các bạn, dính, dính chắc chắn rồi. Tháo cái này thôi. À quên, lúc nãy chưa cho các bác xem ngoại hình nhỉ. Em nãy làm clip hơi nhanh nhưng thôi được rồi. Em đã lắp xong cái này thì em sẽ show lại cái ngoại hình cho các bác xem nhé. Quên đấy. Để thầy làm clip thôi hay bị quên à. Ok các bác. Thì đây. Đây là cái mền của nó nha bác. Các bác yên tâm nhé, mền này hoàn toàn là zin đẹp đẹp luôn, không vấn đề gì cả bác nhé. Đấy. Và đây cái khung này cũng còn nguyên miếng đồng tản nhiệt đấy các bác nhé. Đấy, cục pin này đương nhiên là zin nét đẹp rồi. Và đây các bác nhìn thế này, cái bên dưới cái chỗ này bỏ cái vân tay này cho các bác nhìn rõ nhé. Thì đây các bác, cái cáp sạc này này là cáp sạc zin nét đẹp các bác nhé. Là em thay một cái cáp sạc y chang như cái này, mới tinh tình tình các bác nhé, là cáp sạc zin mới tinh, nó là cái sạc ngon nhất hiện tại bây giờ các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm rồi. Thì các bác yên tâm nhé, ngoài cái việc mà con này ép kính ra thì đồ của nó đều là zin hết. Và đây em sẽ show các cái ngoại hình cho các bác luôn nhé, khỏi nãy quên đấy. Đây, đây là cái cạnh dưới đây. Thì cái cạnh dưới này nó cũng có hơi hơi xước xước chỗ này một tí này, xước chỗ này một tí này. Đấy. Còn cái cổng sạc còn đẹp nhá các bác nhé. Còn đây cái khung này thì để lau xem nào, có như là xước không? À, không xước. Đây, khung này thì đẹp nét các bạn. Đấy. Gần như là không xước. À, có một cái phím Google này bị hơi xước xước ở cái đầu phím này. Đấy, đấy, đấy. Đấy, còn lại thì đẹp các bác nhé, đẹp nét luôn. Cạnh trên cũng thế. Cạnh trên rất đẹp đây, cái chỗ gần cái sim này có hơi xước xước chút này. Đó. Ok. Còn cạnh phải thì gần như là đẹp nét luôn các bạn. Cạnh phải à, chỗ viền khung nhựa này có một chút xíu xíu xước xước này. Đó. Ok. Xem có chỗ nào xước nữa không nào. Đó, ok, em thấy là đẹp 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 nét rồi đấy các bạn. Còn cái mặt lưng à, mặt kính này ấy, thì đây để em lau sạch đi đã. Cái mặt kính này thì do nó là ép kính mà cho bác, cho nên là nó còn mới lắm, nó gần như là mới tinh luôn các bạn. Đây, nó gần như là mới tinh luôn các bạn nhé, nó là mới tinh và gần như không không nhìn thấy cái vết ép luôn đấy, không nhìn thấy cái vết vết ép kính đâu các bạn. Đấy, cho nên các bạn yên tâm, nó còn mới tinh luôn các bạn. Đấy, cái vết ép kính ở đây nó cũng rất là mờ,
chúng em cũng không phân biệt được, nếu như mà không chuyên nghiệp thì các bác không thể phân biệt được đây là máy ép kính luôn đấy. Đấy. Nên các bác yên tâm, máy này cái mặt trước này rất là đẹp luôn, không vấn đề gì cả. Đấy, ok các bác nhé. Thì đấy, cái con này thì nó có mỗi vấn đề là máy ép kính thôi, cho nên là các bác yên tâm. À quên, cái vấn đề nữa là cái lưng thay cái lưng khác không có số ý mày đây. Đấy. Còn tất cả các linh kiện khác nó đều là zin đét đẹp và chuẩn T-Mobile các bác nhé. Đã lên hai sim của thứ bình thường hết các bác nhé. Rồi ok, bác nào cần thì liên lạc em ở số góc màn hình nhé các bác nhé. Ok, chào các bác.